Hello, alo, Diễm xin mến chào đại gia đình của mình nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Channel. Mến chúc đại gia đình của mình có thật nhiều sức khỏe và lúc nào cũng có những phút vui vẻ và thư giãn khi mà nghe những cái clip kể chuyện của em. Thì đến với chương trình kể chuyện ngày hôm nay, em xin phép kể cho quý vị nghe một câu chuyện tiếu lâm, một câu chuyện vui về cái đêm động phòng của hai vợ chồng mới cưới. Thì đêm đầu tiên động phòng, anh chỉ cho em với. Thì chỉ là chỉ cái gì hay chỉ làm chuyện kia như thế nào, thì cô này cũng như cũng gái mới lớn mà lấy chồng quý vị, cho nên là cũng không tránh khỏi những cái lúc mà mình gọi là ngơ ngơ ngáo ngáo không biết chuyện gì hết trơn trọi á. Cho nên là cái đầu đuôi câu chuyện như thế nào thì mến mời đại gia đình của mình cùng lắng nghe cái câu chuyện ngắn của em ha. Thì có hai cái cặp cặp tình nhân này coi như là hai người coi như là yêu nhau đắm đuối luôn. Cô này cũng yêu anh chàng này từ hồi mà ngồi trên ghế nhà trường đó. Anh này cũng vậy, cái cô này cũng rất đẹp, mà anh này thì thư sinh mà ga lăng, nó đẹp trai nữa. Hai người giống như là một cặp đôi trời định sẵn vậy đó, rất là xứng đôi vừa lứa luôn. Nhưng mà cái anh này ảnh mới nói với người yêu rằng: em ơi, anh thì anh muốn là coi như mình để dành cái kia đó cho đến khi mình đám cưới á, thì mình mới khám phá thì nó mới thú vị, em có chịu không? Thì cái cô này cũng mới nói đồng ý, cô cũng khờ lắm, cái người yêu nói gì thì cô cũng nghe vậy. Dạ em cũng nghĩ là cũng mình để dành với anh, chừng nào tới đó đi là mình hãy khám phá nó hay hơn. Rồi hai đứa bắt đầu để dành luôn, để dành luôn, cái bắt đầu cái tới khi mà ra trường không, mình quen nhau như là chỉ có trong sáng thôi, nắm tay có, hôn một cái trên má có, nhưng mà đi quá xa thì không có làm, chỉ có dạng như là vậy thôi. Thì tới khi mà làm đám cưới á là mới coi như là hai bên gia đình coi như là biết nhau rồi, hai đứa này yêu nhau từ lâu lắm rồi, để dành tới khi đám cưới luôn đó. Thì khi mà đám cưới thì có cô này cổ cũng còn y nguyên luôn đó, thì cưới chồng. Thì tới khi mà lấy chồng á thì tối hôm đó, đó là cô dâu chú rể coi như là cũng khá là đuối sức rồi, cả ngày tiếp khách rồi bia bọt mời hai bên gia đình này nọ, chú rể cũng đuối rồi. Nhưng mà tới khi mà buổi tối động phòng á thì hai vợ chồng thì cũng giống như bao vợ chồng khác, cũng đi tắm rửa rồi mát mẻ rồi sạch sẽ đi ngủ, tại vì cũng sạch sẽ thì mình đi ngủ nó mát hơn. Thì khi mà leo lên giường á thì cái cô này á cổ mới thấy ông chồng mình á lại ông dối tay ông tắt đèn. Thì cái cô này cũng bồi hồi, cũng run run mà cũng hồi hộp á. Gọi như là bao nhiêu giây phút, coi như là giây phút thiêng liêng của bao nhiêu lần chờ đợi hồi hộp đã đến vậy đó. Cho nên là cổ cũng e dè lắm. Cổ mới nói với anh chồng á: anh ơi, em có chuyện này muốn nói với anh. Thì anh chồng anh mới nằm xuống, anh mới lắng nghe coi vợ mình nói gì. Mới cưới mà cưng vợ dữ lắm. Em cứ nói đi, chuyện gì? Anh ơi, em không biết làm chuyện đó như thế nào, anh có thể chỉ cho em được không? Chuyện đó làm như thế nào? Thì anh chồng anh mới nói: chứ em không biết chuyện đó ra làm sao nữa, em để dành tới bữa nay luôn em cũng biết nữa. Thì anh chồng anh mới nói: trời ơi, đàn ông mà thì người ta phải biết trước người phụ nữ, qua sách ảnh phim báo đủ thứ, người ta mới sạch Google người ta biết. Còn cái cô này cũng khờ quá, cô công nghệ thông tin cô không có luôn, người ta cô không biết gì hết trơn cái trời. Cô cũng ngơ ngơ ngớ ngỡ giống như em vậy đó quý vị. Em hồi xưa lấy chồng cũng vậy luôn, không biết gì hết trơn á. Thì cái anh chồng ảnh mới cười kha 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 kha, anh cười đây không phải cười ngạo cô vợ, mà là cười là vì mình mừng bởi vì mình đã lấy được cô vợ, giữ được cái lời hứa với mình năm xưa để dành cho đến ngày hôm nay luôn. Cô mới nói cô không biết, mà tình thiệt cô không biết thiệt, không biết làm cái đó như thế nào, làm chuyện đó ra sao nữa, em cũng không biết nữa, có gì anh chỉ cho em nha. Thì anh chồng anh nghe anh thương cô vợ hết sức luôn, anh cười kha kha kha, cười đây là cười yêu đó chứ không phải là cười, là cười ngạo nghễ, cười chê cô vợ. Thì cô vợ này cổ mới nói: sao anh lại cười em, anh chê em hả? Đâu có, anh đâu có chê em, anh thấy em không biết cái gì anh mới vui, anh mới mừng á. Tại vì còn y nguyên. Thì anh chồng anh nói giỡn thôi, chứ cái chuyện đó nó dễ lắm, em cứ tưởng tượng để anh chỉ cho em nghe không. Dạ anh chỉ em đi, chứ em không biết chuyện đó làm sao hết á, anh chỉ em sao em làm vậy à. Ừ, để anh chỉ em nè, em cứ tưởng tượng ha,
cái đó của em á là cái tù, mà cái của anh là thằng tù. Bây giờ mình sẽ chơi trò chơi, mình bắt thằng tù, mình nhốt vô tù, em hiểu không? Hiểu không? Cái cô vợ của nó cũng nghe xong cũng nói em hiểu rồi. Vậy mình chơi liền đi anh, chơi bắt thằng tù, nhốt vô tù liền đi anh. Trời em nghe nè, em phái phái rồi nha. Đây, anh chồng ảnh mới nói bắt đầu rồi vô. Như là làm tao nói nhiệt tình luôn. 15 phút sau cô vợ cô la lên: anh ơi, anh chồng mới nói gì vậy em, gì mà em la dữ vậy em, anh ơi thằng tù nó chạy thoát rồi anh ơi. Trời đất ơi, vậy hả em? Thôi được rồi, tưng cứ yên tâm, để anh bắt thằng tù anh nhốt lại cho em nha. Dạ, anh bắt thằng tù anh nhốt vô cho em đi anh. Anh chồng mấy anh cũng chiều bà vợ này tới bến luôn. Vợ là coi như muốn cái gì là được cái đó liền, không có chối từ, cố gắng coi như là dùng hết sức, coi như là bình sinh á là còn cố gắng, coi như là thêm được 10 phút. Kỳ này bà vợ mới la lớn hơn nữa hồi nãy luôn: anh ơi, cái gì nữa vậy em, thằng tù nó lại chạy thoát nữa rồi anh ơi. Trời ơi, vậy hả em? Thôi được rồi, để anh gắng cố gắng anh bắt nó, anh nhốt cái tù cho em nha em. Dạ, bắt nó anh nhốn cho em liền đi anh ơi. Trời, cái anh chồng cũng gắng cố gắng chiều bà vợ, mặc dù cũng đuối rồi nhưng mà cũng cố gắng. Nhỏ này quá trời quá đất à, thôi kể đi, chịu đi, giờ nó coi như là lần đầu cưới vợ mà, mới cưới vợ mà đến giờ để vợ buồn cũng tội nữa. Như là phải cố gắng làm cho vợ vui thì mình mới vui. Thì bắt đầu là cố gắng, đâu khoảng chừng 5 phút sau cũng coi như là xâm ba chè rồi, đuối sức rồi. Cái ông chồng ông bà vợ bà la lên nữa: anh ơi, kỳ này anh chồng mới hỏi chứ: ủa cái gì nữa vậy em, anh ơi thằng tù nó lại chạy thoát nữa rồi anh ơi, anh bắt nó vô cho em đi anh ơi. Trời ơi, nó chạy thoát nữa rồi hả? Kỳ này ông chồng thấy điều nói không nổi luôn. Nói chuyện mà nó cái giọng nói nó kéo lên ông nổi. Trời ơi, lên ông nổi rồi, cái giọng nói của ổng á. Được rồi, để anh cố gắng anh bắt nó, anh nhốt cho em nha. Thấy không? Rồi, cố gắng nha, dùng hết sức bình sinh có thể, coi như là bắt nhốt vô được 2 phút sau thôi. Kiệt sức. Trời ơi, chịu không nổi với con vợ này quá trời. Ông bà vợ kia này bà la nữa: anh ơi. Cái gì nữa vậy em? Con tù nó là chạy thoát rồi anh ơi, bắt nó cho em đi anh ơi, bắt nó vô đi anh ơi. Kỳ này ông chồng cũng phải buộc miệng, ông phải nói sự thật thôi, chứ không thể nào chịu con nhỏ này được nữa. Bực bội con nhỏ này quá trời quá đất à. Em ơi, người ta ở tù thì cũng phải có hàng ngày mãn hạn tù ta về, chứ có đâu em bắt con tù em nhốt nó hoài à. Làm sao mà nó chịu nổi hả em? Trời ơi, tha cho nó đi em ơi. Bắt con tù nhốt vô hoài à, để cho thả con người ta đi chứ trời ơi, mắc nhốt hoài chịu nổi. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã lắng nghe cái đêm động phòng của hai vợ chồng mới cưới này, không biết làm gì. Đây là một cái câu chuyện ngắn mang tính chất kể chuyện tiếu lâm vui. Cảm ơn quý vị vì đã xem clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào.